Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món sinh tố xoài chuối, một cái món là thức uống mùa hè rất là bổ dưỡng. Và đầu tiên thì mình sử dụng thứ nhất là một quả xoài các bạn nhé, một quả xoài này và một quả chuối, một hộp sữa chua, sữa đặc với sữa tươi. Và bây giờ mình tiến hành làm sơ chế xoài với chuối. Các bạn á, xoài thì mình sẽ gọt vỏ nhé. Mình dùng cái nạo, mình nạo cái vỏ xoài đi. Đây, ở chuối thì mình sẽ bóc vỏ. Bây giờ mình sẽ thái chuối nhé. Rồi, bây giờ sẽ xái xoài. Xoài thì mình chọn những cái xoài nào mà ngọt một tí nhé, đừng chọn xoài chua. Xoài chua thì xoài thì mình cũng cắt nhỏ ra. Rồi, chúng ta sơ chế xoài với chuối xong thì bây giờ chúng ta sẽ dùng máy sinh tố để chúng ta xay. Chúng ta bỏ chuối với xoài vào máy. Sau khi bỏ xoài với chuối vào máy thì chúng ta được bỏ cái sữa tươi, sữa đặc với sữa chua vào. Chúng ta cho vào hũ sữa chua nhé. Sữa tươi này. Và chúng ta cho sữa đặc này. Chúng ta cho vào. Chúng ta thêm khoảng tầm 1 đến 2 thìa đường nhé. Thì mình cho 1 thìa thôi. Nếu mà xoài mình mua chua quá thì mình phải cho thêm đường thêm một tí. Bây giờ chúng ta lại xay nhé. Đây các bạn nha, mình đã xay xong sinh tố chuối xoài nhé. Thì mình sẽ cho vào cốc. Mình cho vào đó. Chúng ta trang trí một ít vài lát chuối lên trên cái cốc này. Bây giờ món sinh tố chuối xoài của mình đã xong nhé, rất là ngon này. Vừa thơm vừa ngon.
Các bạn nhớ làm chi món xin cháo xoài chuối cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Chúc các bạn có một cái món sinh tố ngon. Các bạn nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé.